Chào mừng các bạn đến với một tập livestream tiếp theo để mình giải đề ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải một cái đề mới ra trong tháng 9 luôn. Đó chính là đề về Coins, IELTS Speaking Part 1. Và hồi nãy thì mình nhìn thử trong cái trang forecast thì người ta đã bắt đầu update một số đề lạ rồi. Thấy có Coins, thấy có Bike, thấy có Transport gì đó. Thì mình thấy đây là một cái đề khá là lạ trong những cái đề mới. Thì maybe các bạn mà mới thi vào đầu tháng 9 hoặc là sắp sửa thi, các bạn sẽ gặp mấy cái đề này khả năng cao. Và nếu mà mình không có chuẩn bị trước idea thì maybe mình sẽ không biết nói gì. Nhưng mà cái coins này á là đồng xu đúng không? Thì đồng xu nó có thể là đồng xu trang trí hay là đồng xu kiểu tiền tệ. Thì mình nhìn vô mình nghĩ đến tiền tệ liền. Cho nên là mình sẽ đi theo cái hướng là trả lời đồng xu theo kiểu là tiền tệ. Thì ở đây ở Việt Nam mình thì đâu có dùng xu nữa đâu. Hồi xưa có một thời là mình có những cái xu, theo mình nhớ là mình có xu 5.000, mình có xu mấy ngàn nữa mọi người. Không biết mọi người có nhớ cái thời đó không? Chắc cũng lâu rồi ha, chắc mười mấy hai chục năm chưa ta. Thì thời đó có dùng xu nhưng mà kiểu nó bị oxy hóa quá là nhanh nè. Ok. And then kiểu nó hơi nặng nề để mà xách theo á, cho nên là mình nghĩ là sau một thời gian thì chả ai dùng xu nữa. Không biết bây giờ có ai còn giữ những cái đồng xu tiền Việt Nam không ta? Nhưng mà mình đi nước ngoài thì người ta vẫn còn dùng những cái đồng xu đó nha. Người ta vẫn còn dùng xu ở ở trong transaction, những cái giao dịch. Ok. Giao dịch nói chung á là transaction. Mọi người có ai thích dùng xu không? Tại vì xu thì nó sẽ phù hợp với lại những cái máy kiểu vending machine á, ok. Mình nghĩ là hồi trước nhà nước mình cũng định đi theo cái hướng là giới thiệu những cái vending machine là những cái máy bán hàng tự động ở trong nước. Nhưng mà có thể là nó không có catch on, nó không có become popular. So coins, nó kiểu nó kind of faded away, ok. Rồi, thì bây giờ mình thử thử câu 1 nha mọi người ha. Bây giờ vừa học vừa 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 nói linh tinh xíu nè. Thì khi mà bạn gặp, lý do mình chọn chủ đề này á không hẳn là mình chỉ nói về vấn đề cái content, cái idea trả lời nha, mà là mình muốn nói đến chiến lược trả lời một xíu. Thì bạn thấy á, khi bạn đi thi IELTS Speaking Part 1 á, thì chắc chắn là giám khảo sẽ có một vài câu người ta test cái khả năng dùng past tense của bạn. Thì bạn nhìn vô đây, bạn thấy là Did you use coins as a child? Là giám khảo đang hỏi bạn là hồi xưa có dùng hay không. Thì bạn nhớ nha, khi bạn làm cho bất cứ topic nào trong Speaking Part 1, bạn cũng nên practice một cái loại câu hỏi, đó chính là nói về trải nghiệm của mình khi còn bé. As a child, what do you do? Ok. Thì có một cách trả lời, đó là bạn có thể dùng chữ. Bây giờ mình đưa cái vocab xuống dưới này đi ha. Thì đầu tiên mình sẽ có là back in the day. Mọi người tự hỏi coi là khi giám khảo hỏi cái câu đó, người ta có ý định gì? Người ta muốn mình phải trả lời theo cái kiểu ngôn ngữ nào? Thì ở đây mình nhìn vô mình thấy ok, đang test. Đầu tiên là đang test về past tense nha mọi người. Bạn phải dùng được past tense, ok? Đó là simple past á. Alright. Rồi back in the day sẽ là một số cụm nói về quá khứ. Thay vì bạn 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 chỉ nói là in the past đi. In the past thì please thay đổi một xíu thành những cụm ăn điểm nè, back in the day nè. Hoặc là when I was a child, okay? When I was young, as a kid, đúng không? Đó, thì đây là những cách bạn có thể bắt đầu câu trả lời mà nó hỏi về quá khứ, được không? As a kid, I used to use coins, ok? Hay là back in the day, when I was young. Nhưng mà mình thì thích cái cụm back in the day nhất. Tại vì mang nghĩa là hồi xưa tôi như vậy. Back when I was young, ok? Rồi, I remember using coins when I was younger, right? There was a brief period when Vietnam tried to introduce them. But to be honest, they didn't really catch on. Ok? Thì ở đây mình trả lời câu hỏi là hồi xưa có sử dụng không, thì mình nhớ là
đã từng sử dụng khi tôi còn nhỏ và có một cái khoảng thời gian ngắn là there was a brief period. Ok, Việt Nam cố gắng là giới thiệu cái coins này vào đồng tiền. Nhưng mà nói thật nha, but to be honest, they didn't really catch on. Đây ở đây là đang nói tới những cái coins nha mấy bạn. Nó không có thực sự là trở nên phổ biến. Ok, so we have catch on, become popular. Ok, rồi. I would get some change from the store, but it was kind of awkward to use them since most people still preferred paper money. Okay. Alright. Rồi. Thì bạn thấy là ở đây có một cái chữ catch on là trở nên phổ biến nè, kiểu có thể dùng để nói về những cái trend nào đó mà nó bị flop. Ok. Hoặc là nói về những cái trend mà nó became actually popular cũng được. Bạn chỉ cần là nếu bạn muốn phủ định thì thêm chữ not vào thôi. Right. Và kiểu xài nó rất là ngượng nha. Kiểu mình xài mình không có được thoải mái á, thì it was kind of awkward to use. Kiểu mỗi lần bạn móc cái đồng xu trong túi ra thì kiểu nó hơi gượng gạo để mà mình phải đếm này kia đó, thì cái hành động, cái cảm giác khó chịu thì gọi là awkward. Ok ha. Rồi, thì nhớ đây, khi gặp những câu hỏi về the past, did you gì đó, thì ở đây nên dùng một số cụm từ liên quan tới the past. Ok. Và sau đó thì bạn có thể dùng cấu trúc used to cộng với verb để nói về cái thói quen hả? Hoặc là I would. Ok, nói về thói quen. Thì ở đây mình có sử dụng I would chỗ này nè. Đó, nếu mọi người nhìn vô mọi người sẽ thấy ha. Alright. Có bạn sẽ hỏi là chữ kind of có nghĩa là gì? It was kind of awkward. So kind of ở đây mang nghĩa là khá là ngượng ngùng để sử dụng nó. Ok ha. Rồi, tới đây mọi người có câu hỏi gì không? Không có thì mình chuẩn bị qua câu tiếp theo nha. Rồi, ok. Hello. Hello bạn. Thích ăn bún riêu. Ủa, thích ăn bún riêu là ai vậy? Người quen hả? Khóa học. Chắc là nói tới cái khóa học giải đề speaking đúng không? À, ở trên bio của thầy có cái link đó, mọi người có thể vô đó để tìm hiểu về cái khóa 20 video ha. Mới launch cũng rẻ lắm, có vài trăm thôi. Thì nó cũng tương tự như cái cách mình giảng bài hiện giờ cho mọi người nè. Dạ, nhưng mà nó sẽ về những cái topic mà thường gặp nhất trong IELTS và giảng kỹ hơn, chắc chắn rồi. Với lại mình có cái code giảm giá nữa, cho nên nếu mà mọi người vô cái link đó mọi người sẽ thấy, trên bio sẽ thấy cái code giảm giá. Anyway, mình có bạn hỏi là có update lại trên YouTube. Có, mình có update lại trên YT ha. Sau hôm nay, vài hôm nữa. Number 2, do you use coins in your daily life? Bạn có sử dụng đồng xu ở kiểu in your everyday life hay không? Thì ở đây mình chỉ mọi người một số cách để mà say yes hay là say no ha. Bây giờ nếu mà bạn say yes thì thay vì bạn nói là yes I do, bạn có thể thay đổi một chút. Bạn có thể trả lời theo kiểu là absolutely, ok, hoặc là 100%, yeah, 100%, absolutely, of course, ok, yeah. Trước mắt thì mình thấy có 3 cách để say yes. Còn say no á, thì ví dụ ở đây bạn có là not really, not at all, hoặc là kiểu mà bạn rất là chắc luôn thì bạn kiểu không bao giờ nha, absolutely not. Alright. Đó, thì đó là một cách nữa. Ngoài ra mình có cách nào nữa không? I don't think so. Yeah. Rồi, để mình viết hoa là chữ I đi. I don't think so. Thì đây là những cách có thể giúp bạn trả lời yes, no một cách nó thú vị hơn. Ok không các bạn? Rồi thử trả lời câu này ha. Do you use coins in your daily life? Not really, not at all. It's been a while since coins were phased out. And I think most people just go with bills or these days, cashless payments.
digital payments. It's just more convenient that way, I guess. Ok. Đó. Không hẳn nha, không không tôi không có dùng coins nữa tại vì kiểu cũng khá là lâu rồi. À, từ lúc mà coins nó không được dùng nữa. It's been a while. Đây là một cách nói. Ok. Cũng lâu rồi từ kể từ khi. Thì cái câu này có nghĩa là cũng lâu rồi kể từ khi mà đồng xu không được sử dụng nữa. Phase something out có nghĩa là kiểu dừng sử dụng á mọi người. Phase out là dừng sử dụng ha. Alright. Và tôi nghĩ là tất cả, hầu hết mọi người thì sẽ sử dụng bills. Bills ở đây không phải là cái bill tiền nha, mà là đang nói về cái tờ tiền á, cái notes á, cái bank notes á mọi người. Tiền giấy thì gọi là bills, dollar bills kiểu vậy. Okay, so Vietnam dong bill. I think most people just go with bills or these days cashless payments. Go with ở đây có thể hiểu là chọn, lựa chọn đó. Rồi, number 3 ha. Để coi. Is it convenient to use coins? I wouldn't say so. When coins were introduced, they felt more like a hassle than anything. They were bulky and they made your pockets heavy. I think that's why they didn't really stick around here. Okay, rồi. Thì một cách trả lời no nữa là I wouldn't say so. Khi người ta hỏi is it? Nói chung là đây là bạn xác định được đây là câu hỏi yes no, đúng không? Thì mình sẽ học những cái cách trả lời yes no cho nó thú vị hơn. Thì I wouldn't say so. I don't think so là một cách nói hay ha. Hello bạn Hy, phase out có nghĩa là stop using, không còn sử dụng nữa, dừng sử dụng dần dần á. Người ta hỏi là có cái việc sử dụng coins nó có tiện lợi không? I wouldn't say so, tôi không nghĩ vậy. Bắt đầu nói tới cái vấn đề là khi mà coins nó được introduced, ở đây là mình có một cái cấu trúc passive voice nha mọi người. Cảm giác như là nó là một cái gì đó rất là gánh nặng, một cái sự phiền toái á. They felt more like a hassle than anything. Okay. Hassle ở đây là sự phiền toái. Hoặc có một cách nói khác cho bạn nữa, đó chính là carrying a lot of coins around just feels cumbersome. Thì cái chữ cumbersome ở đây là nó sao ta? Cumbersome có thể hiểu là bulky, nó tương tự như chữ bulky ở trên đó, là kiểu nó sao ta, lủng thủng, không phải lủng thủng, tự nhiên bị quên mất tiếng luôn. Công kênh, trời ơi, cảm ơn Princess, cảm ơn bạn Pink Princess đã cứu mình. Cumbersome, bulky là công kênh ha. Thì bạn có thể dùng hai từ này để miêu tả những cái đồ vật mà nó to, nó nặng, hoặc là nó không to nhưng mà nó nặng thì cũng có thể gọi là cumbersome, bulky. Okay. They make your pockets heavy, làm cho cái túi bạn rất là nặng nè. So đó là lý do mà tôi nghĩ là chúng không có stick around, là ở lại, có nghĩa là đang nói tới cái hình ảnh là chúng không có tồn tại lâu được á, chúng không có ở lại mà chúng đã đi mất rồi, nghĩa là nói tới những cái đồng xu đó. Thì they don't really stick around here. Ok ha. Rồi đơn giản thôi, thì part 1 thì mọi người chill chill thôi, trả lời một cách nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà quan trọng là mình sẽ cố gắng mình chèn một số cái từ vựng phù hợp với lại cái chủ đề đó, gọi là topic vocab. Thì bạn để ý nè, nãy giờ á, những cụm màu xanh dương là những cụm liên quan tới coherence, cohesion, fluency. Nó sẽ giúp các bạn trả lời một cách mượt mà hơn, nó sẽ giúp các bạn tăng điểm cho tiêu chí là fluent, ok, cũng như là tiêu chí mạch lạc. Còn những cụm màu đỏ thì liên quan tới topic vocab, có nghĩa là nó liên quan tới cái topic mình đang nói tới. Ok ha. Đó. Rồi, number 4 thử nha. Có một câu cũng khá là thú vị nè. Have you ever collected coins? Cảm ơn bạn Quả Quýt Jeju. Have you ever collected coins? Not really, actually. Mình thì mình không có thói quen đi sưu tập. Cũng có một số
câu hỏi người ta sẽ hay dùng cái ý là collect, là sưu tập đó. Bạn có hay sưu tập quần áo không? Có hay sưu tập bags, shoes? Thì bây giờ cũng là cái ý sưu tập coins. Thì mình chỉ mọi người một số cụm từ. Ok ha. Pick up the habit of làm gì đó, là tôi bắt đầu cái thói quen làm gì. Đây là một cái cụm từ khá là hay. So yeah, người ta hỏi là hiện tại hoàn thành thì mình cũng trả lời hiện tại hoàn thành luôn. Yeah, I've picked up the habit of collecting coins from the places I've traveled to. It's a little memento and every coin has a story to tell. Whenever I get back from a trip, I add a few more coins to my collection. They're a nice way to hold on to those travel memories. Okay. Tôi đã có cái thói quen như thế này. Đó, thì những cái coins đó là những cái memento. Memento ở đây bạn có thể hiểu là souvenir ha. Đó. Souvenir bạn có thể đổi thành là memento. Nghe cũng hay ha. Và mỗi một cái coin có một câu chuyện. Thì nói chung là tôi đi chơi, tôi pick up những cái tiền tệ, những cái đồng tiền của những cái đồng tiền tệ khác để dành làm cái memento, để dành làm souvenir. When I get back from my trip thì nó trở thành một phần của cái collection. Và mình có một cái collocation, đó chính là hold on to một cái memory nào đó. Ok. Cảm ơn Minh Nghĩa. Hello Duy. Hello bạn Q. Mình cũng không biết nữa, tại không biết tại sao lại không có phóng ngang màn hình được á. Hold on to a memory có nghĩa là mình giữ lại cái kỷ niệm đó, mình bám víu, có nghĩa hiểu theo kiểu hình tượng là mình bám víu cái kỷ niệm cũ đó. Đó là một cách hay để mà mình nghĩ về những cái kỷ niệm đã trải qua trong lúc mình travel. Hold on to a memory. Ok. Rồi. Number 5. Cảm ơn Khoa La. Do you often carry coins with you? Thì mấy bạn thấy là khi mà mình gặp một chủ đề mà mình không có nhiều trải nghiệm và cái chủ đề đó nó không thực sự là nó liên quan tới cái cuộc sống, cái trải nghiệm của mình, ví dụ như coins, trời ơi, nước mình có bao giờ sử dụng coins đâu, toàn là sử dụng tiền tiền giấy hay là kiểu tiền điện tử không à, đúng không? Thì mình vẫn có thể trả lời một cách rất là hay, vẫn có vocab, vẫn có đầy đủ hết những cái yếu tố để giúp cho mình đạt 37 cộng cho speaking part 1, cho nên không có lo là gặp chủ đề lạ nha mọi người. So người ta hỏi là có carry coins chung không, mình có thể nói là no, never. Okay, coins have been out of circulation for a long time now, so I haven't had any reason to carry them. À, không bao giờ nha. Coins. Ôi, cụm này hay quá. Tại sao nãy giờ quên quên highlight ta? Okay, to be in circulation hay là to be out of circulation. Circulate là kiểu xoay xoay vòng, là kiểu đang đang đi ở trong một cái không gian nào đó, thì circulate cái đồng tiền, circulate cái coin trong xã hội. Thì to be out of circulation là không, có thể hiểu năm nay là không được sử dụng nữa. Ok, coins nó đã nằm ngoài cái vòng tuần hoàn đó, nghĩa là nó không được sử dụng nữa. Coins have been out of circulation, nghĩa là coins have been out of use, không có được dùng nữa. Sorry, coins have not been in use for a long time. Cho nên tôi không có lý do gì mà tôi sử dụng nó hết. Okay. So it's all paper currency, it's all paper money or digital payments these days. Tất cả chỉ có là paper money hay là những cái thanh toán điện tử. Thì digital payments là bạn tưởng tượng tới mấy cái ví điện tử của mình đó. Okay. Và với một cái click thôi, with the click of a button, I can easily pay for anything. Without the hassle of handling physical money. Okay, so chỉ với một cái click thì tôi có thể pay một cách easily, không có bị cái gánh nặng, cái sự phiền toái của việc là phải handle những cái tờ tiền. Đó. Thì đây là một số cái cách để mình trả lời những câu này, cho nên là mọi người có thể lưu về để học.
À, và cái video này mình sẽ đăng full ở trên YT ha. YT. Đó, thì mọi người có thể lên xem sau đó để mình coi lại nhiều lần cũng được. Alright. Và mình có nhắc lại một cái ý nữa là hiện tại thì bên mình cũng có một cái khóa video giải đề, cũng khoảng 20 cái video, cũng khá là rẻ. Và mình để trên bio của mình ha. À, trên bio trên TikTok á, thì mọi người có thể lên mọi người xem tiếp, xem thêm thông tin. Và nếu mà bạn đăng ký thi bên mình thì hiện tại mình vẫn còn cái chính sách là đăng ký thi IELTS cho tất cả các bạn trên toàn quốc luôn, với một cái discount là 200k. Thì có thể là cái deal này nó sẽ không không còn trong thời gian tới nữa. Cho nên là hiện giờ mấy bạn vẫn được discount khi đăng ký thông qua bên trung tâm của mình, tại vì bên mình là đối tác của Hội đồng Anh và IDP luôn, thì có thể đăng ký cho tất cả các bạn ở trên toàn quốc. Đó thì có thể tiết kiệm một ít tiền cho các bạn. Rồi, ủa, người ta giảng bài xong rồi cái số người xem nó mới lên, nó mới tăng lên là sao? So funny. Okay, so back to Q&A, okay? À, bạn Hy hỏi là đăng ký sao thì em có thể ra tìm cái page IELTS with Dario á ở bên Phở Bò để đăng ký ha, thì các bạn tư vấn sẽ hỗ trợ em. So now we're done. Khoa đăng. À, thật ra mỗi lần thì đông, nhưng mà tại vì hôm nay anh live hơi trễ cho nên là ít người xem hơn, but it's okay. Cảm ơn Pink Princess. Em hãy có mặt ở mỗi phiên live của thầy để có thể như là có thể quân sư về tiếng Việt, có thể dịch một số cụm mà mình không dịch được, nghe nó cồng kềnh quá đúng không? Một pha xử lý rất cồng kềnh. Lịch live của thầy bỏ có chơi chưa? Thầy chưa có lịch cụ thể em nha, nhưng mà sẽ là một số buổi tối trong tuần tầm 9 giờ tối. À, 9 giờ 9 rưỡi tối gì đó. Okay, so do you guys have any questions for me? Mọi người có nếu mọi người thích cái live đến đến bây giờ thì mọi người cho mình xin một cái follow ha, với lại cho xin thả tim một cái. Chỉ cần bấm vài cái thả tim. À, có bạn mới hỏi gì ta? Hey super, đúng rồi, em muốn đăng ký thi thì cứ nhắn lên page thôi. Nói là em cần đăng ký thi là được. Khoa la. Khoa la thì cũng hay thấy nè. Mọi người cho mình một số cái tim đi, rồi sẽ nhiều người thấy cái video này hơn. À, rồi, bây giờ mình Q&A vài câu rồi mình đi ngủ nè mọi người ơi. So, và mọi người có câu hỏi gì liên quan tới IELTS speaking không? Gần đây thì mình thấy có một chủ đề các giám khảo hay hỏi, đó chính là chủ đề về work and study ở part 1. And then, họ sẽ hỏi về morning routine ha, khá là nhiều. Hỏi về cái thói quen buổi sáng của bạn ôn hai chủ đề đó. Ok ha. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không? He super. À, khi nào live part 3 hả? Ok, một hôm nào đó thì sẽ chọn một cái part 3 nào khó khó để live cho mọi người. Thì thật ra làm part 3 thì mọi người nên ôn chung với lại writing task 2. Mỗi lần mà mình live về writing quá chừng người lên coi, tại vì nó khó. Nó khó hơn speaking thiệt. Nhưng mà part 3 thì cũng khó không kém ha, nó cũng tương tự như writing task 2 á, nên mọi người ôm chung. Ví dụ như mọi người ôm task 2 writing và các bạn thử đặt một cái câu hỏi liên quan tới cái topic bạn đang viết cho task 2 mà nó thiên về speaking part 3. Thế là bạn tự bạn nói lại những cái ý đó, nói lại thay vì mình viết thì mình nói lại những cái ý đó của mình nói được không? Bạn viết xong rồi thì bạn có sẵn idea trong đầu rồi đúng không? Bạn nói lại những cái ý đó, nếu mà mình nói mượt mượt á, có nghĩa là mình cũng làm tốt đó. À, bạn Hy hỏi là part 3 có tính nhiều điểm hay không? À, thật ra thì nó không có một cái điểm cho part 3 đâu. Nghĩa là giám khảo sẽ xem cái overall performance của em, cái sự thể hiện tổng thể của em ở ba part luôn, và người ta sẽ cho điểm. Nhưng mà thường là part 3 người ta sẽ confirm lại điểm của em ở hai part trước. Thường là sau hai part thì người ta đã có một cái con điểm trong đầu rồi. Part 3 thì một là confirm lại cho em như đó điểm thôi, không có tăng nữa. Hai là người ta thấy em làm tốt hơn thì người ta sẽ có thể hỏi thêm một số câu khó hơn để push em lên cái band điểm cao hơn. Ok, đó là cái mục đích của part 3 trong IELTS speaking. Đó.
chứ chứ không có nói là cấp 3 không có quan trọng nha. Nhưng mà nếu mà bạn nhắm tới banh 6 thì ok, it's fine. Còn nếu mà bạn muốn banh 7, 6 rưỡi 7 thì cũng nên làm tốt patch 3. Even là 7.5 trở lên thì chắc chắn là phải làm tốt patch 3 rồi. Hồi nãy ăn tối hơi sớm nên bây giờ bắt đầu đói rồi đó. Ok, để trong tuần này mình sẽ có bạn hỏi gì đây? Part 1, 2, 3, 7 mà part 3 không tốt lắm thì có xuống không ạ? À? Không tốt thì nó còn phải dựa vào cái việc là không có xuất sắc hay là nó tệ hẳn. Giả sử như là maybe bạn làm tệ hẳn thì có thể em khảo sẽ cho xuống 6 rưỡi đó. Còn nếu mà bạn giữ được cái performance nó không có xuất sắc như hai part kia nhưng mà nó cũng ở mức là chấp nhận được thì có thể giám khảo sẽ giữ cái điểm cũ cho bạn. Ok đó, so chắc tầm này mọi người còn đi chơi mà học hành gì đúng không? Để đến cuối tuần coi, qua tuần sau coi, chắc chắn là sẽ đông đông người lên xem live hơn. Rồi, any more questions? Thực ra nếu mọi người đừng có lo ha, mình sẽ up lại cái bài này lên đầy đủ cho mọi người luôn. Rồi ok, chắc hôm nay mình nhẹ nhàng như vậy thôi. Hôm sau làm về writing sẽ có nhiều cái để nói hơn mọi người ha. Hôm bữa làm writing tới 1 tiếng rưỡi mới xong luôn, quá trời thứ để nói. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi live của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong các phiên live sau. Cho xin cái follow trước khi off nha. Rồi ok. Phần này là speaking part 1 nha em ơi, troller. Alright. Have a good night and see you guys in, my next sessions, okay?